Sau đây là 10 điều sẽ không ai nói cho bạn biết trừ khi bạn đang ở trong thị trường crypto. Điều số 1 đó là những người chơi crypto thì online khá thường xuyên, nhưng mà họ lại thường online ở bên Telegram nhiều hơn là trên Facebook. Thì các bạn nào mà thường xuyên xài Telegram thì sẽ hiểu là trên Messenger Facebook nó khá là lag và nhắn tin bên Telegram tiện hơn. Điều số 2 đó là nhiều khi đi chơi với bạn bè hay là đi hẹn hò thì cũng phải check điện thoại liên tục. Nếu mà bạn nào mà làm trong công ty crypto thì cũng phải check tin nhắn khách hàng liên tục, bởi vì khách hàng thường ở nhiều múi giờ khác nhau. Điều số 3 là nếu bạn là một người full time trong thị trường crypto, khi bạn gặp bạn bè lâu ngày không gặp hay là có ai đó hỏi ba mẹ bạn là dạo này cháu nhà anh chị đang làm nghề gì nhở, thì câu trả lời sẽ là dạo này cháu nó đang làm tiền ảo hay là dạo này cháu đang chơi Bitcoin, thì thực ra nghe nó cũng không fancy lắm. Điều số 4 đó là mỗi khi mà thị trường xuống mà giá Bitcoin giảm á, thì nào là báo đài rồi tivi rồi khắp các mặt trận nói rất là nhiều, nào là thị trường tiền ảo sập rồi giá Bitcoin về lòng đất rồi nhà đầu tư tháo chạy hoảng loạn này kia. Nhưng mà đối với những bạn mà trong thị trường đủ lâu thì sẽ hiểu là đó là một điều rất bình thường, khi mà thị trường thì có lên tất nhiên là sẽ có xuống, sẽ có điều chỉnh vân vân. Điều số 5 đó là để làm trong thị trường này thì phải chấp nhận là cuối tuần, lễ Tết và sau giờ hành chính tất cả mọi người nghỉ, nhưng mà mình vẫn phải làm. Điều số 6 là bạn có bao giờ gặp trường hợp là bạn bè người quen muốn gửi tiền cho bạn để nhờ đầu tư crypto dùng không? Mà nếu mà mình trả lời không thì rất là sợ bị hiểu lầm là biết mà không chỉ hay là có kèo đầu tư ngon nhưng mà không chia sẻ. Thực ra mà nói không có đâu mọi người, mất tiền rất nhiều. Tiền của mình còn lo chưa xong nữa, mà hơn nữa mình nhận tiền của người thân hay là của bạn bè mình rất là ngại và rất là phức tạp. Điều số 7 đó là lương khi mà làm trong công ty crypto nó không đến mức khủng khiếp như mà mọi người vẫn đang đồn đại hay là đang tưởng tượng đâu. Mức mà mọi người đang nói chắc là mức thu nhập, thì mức thu nhập này nó có thể đến từ nguồn kèo đầu tư riêng cá nhân của người đó, hoặc là mức thưởng của công ty, hay là công ty đi đầu tư rồi có thể share những cái kèo nội bộ, hay là những cái thông tin sớm trong thị trường này, biết thông tin trước cũng là một điều rất có lợi. Thì cái đó nó là cái mức thu nhập chung chứ không phải là lương là mức khủng khiếp trên trời đâu mọi người. Điều số 8 là có rất là nhiều bạn ứng viên khi apply vào các công việc trong công ty crypto thì nói là bản thân có đam mê, nhưng mà khi hỏi ra thì bản thân bạn còn chưa trải nghiệm trong thị trường và chưa có một tí kiến thức nào trong thị trường luôn, thì nó sẽ rất là khó để training cho bạn lại từ con số 0. Cho nên nếu mà bạn muốn apply thì bản thân bạn nên tìm hiểu trước những kiến thức cơ bản rồi hãy apply nhé. Điều số 9 thì mình nghĩ nhiều bạn gặp rồi, đó là có những người sẽ hỏi bạn là chỉ cho họ cách chơi tiền ảo đi, đúng không? Ok, chỉ thì chỉ được, đó là những khái niệm, những kiến thức cơ bản lấy từ Việt Nam đồng sang mua tiền ảo như thế nào, nó sẽ không có kiểu như là cầm tay chị là mua những con này đi, mua những con kia là có lời, đó là không bao giờ có, bởi vì có thì đã giàu rồi mọi người. Điều số 10 đó là có những dự án crypto sinh ra á, là họ chỉ để lấy tiền của nhà đầu tư, scam tiền và lừa đảo của các bạn thôi, nhưng không đồng nghĩa với việc là thị trường crypto là toàn là rác và tất cả những dự án đều như thế. Mình biết có rất nhiều bạn từ Forex hay là từ các thị trường khác, từ chứng khoán qua, khi mà không tìm hiểu trước bất cứ cái gì và luôn phán xét thị trường crypto toàn là lừa đảo rồi toàn những con gà này kia, thì mình nghĩ các bạn nên xem lại, tìm hiểu thêm về kiến thức và đánh giá tổng quan trước khi mà phán xét một cái gì nhé.